Chào các bạn, như vậy là bảng cập nhật 2.3B đã chính thức cập bến mái chủ Việt Nam. Trong thời điểm mà giai đoạn kết thúc mùa giải đang gần kề, thì những thay đổi ở cập nhật lần này mang tính chất vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ quyết định rất nhiều đến meta hiện tại, làm thay đổi cán cân của những cái tên đang chấn giữ những vai trò quan trọng bấy lâu nay. Đó là chưa kể thời gian sắp tới, sự xuất hiện của Lucien và Senna sẽ còn khiến đường dưới biến động nhiều hơn nữa. Nhưng thôi, đấy là câu chuyện của tương lai gần. Còn trước mắt, hãy cùng tìm hiểu những cân bằng tướng quan trọng trong bảng cập nhật này và xem thử liệu tướng tủ bạn hay chơi có bị sờ gáy không nhé. Bắt đầu thôi. Sẵn đang đề cập đến Lucien Senna thì chúng ta sẽ cùng điểm qua vai trò xạ thủ trước. Nếu hỏi các bạn một câu, đâu là xạ thủ có khả năng lăn cầu tuyết mạnh nhất trò chơi? Chắc chắn 10 người thì 9 người sẽ đồng thanh nói Draven. Đúng vậy. Với nội tại cho khả năng nổ hũ khi hạ gục đối phương, Draven có thể thăng tiến trang bị rất nhanh so với xạ thủ bên kia chiến tuyến. Tuy nhiên, điểm yếu của đao phủ kiêu hùng khi trận đấu kéo dài đó là phải cân bằng giữa việc giữ vị trí của một xạ thủ truyền thống lẫn nhặt dìu để duy trì sát thương. Chính vì điều này cộng với tính mạo hiểm khi dùng Draven làm cho đây vẫn còn là lựa chọn có phần dè dặt ở những trận xếp hạng bậc cao. Nay, tên đao phủ này sẽ được tăng thêm 10% tốc độ di chuyển mỗi cấp độ của chiêu 2, sung huyết. Kèm theo đấy là giạt ra, có thời gian hồi chiêu được giảm xuống ở những cấp độ đầu, sẽ góp phần giúp Draven mạnh hơn trong việc chọn vị trí khi giao tranh, góp thêm sự tự tin cho những người chơi xạ thủ khi sử dụng vị tướng này trong các trận đấu xếp hạng cân não. Một xạ thủ khác có lối chơi gần như ngược hẳn với Draven, Ven, cũng đang đắp chiếu một thời gian khá dài. Cô nàng cần quá nhiều thứ và thời gian để phát huy sức mạnh, điều mà một trận đấu có tốc độ nhanh như tốc chiến không quá ủng hộ. Nay, Ven sẽ được tăng cường sức mạnh để không bị mang tiếng là con creep đánh xa đam to như người đời cười chê nữa. Sát thương cơ bản của mũi tên bạc thăng tiến rất cao ở những cấp độ đầu. Song song với đấy là chiêu cuối, giờ khắc cuối cùng, nay cũng được giảm hồi chiêu đi 5 giây ở mỗi cấp để Ven có thể dùng nó liên tục hơn. Và nó đang bắt đầu phát huy hiệu quả khi thời gian gần đây số người chơi dùng Ven đã tăng lên đáng kể, phá đi thế độc tôn của Kai'Sa lẫn Ezreal trong meta hiện nay. Hy vọng là Ven lẫn Draven sẽ là hai con bài tẩy của anh em xạ thủ để leo rank trong thời gian tới nhé. Có tăng thì cũng sẽ có giảm. Và AD Carry bị lên thớt trong bảng cập nhật này chính là Jiddix. Giờ đây, lượng sát thương tối đa lên quái khủng của tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp sẽ là một con số cố định theo cấp. Thay đổi này không tác động gì đến sức mạnh của Jiddix, chỉ là bớt đi các tình huống KS rồng hay Baron trước mũi tướng đi rừng tim bạn một cách bất ngờ mà thôi. Cùng chuyển sang khu vực đường đơn chút nhé. Sau khi được ra mắt cách đây không lâu trong sự kiện tàn kiếm, Irelia lẫn Riven đều đang thực sự cần phải trau chuốt lại những thanh kiếm của chính mình do chúng vốn chưa đủ mạnh, chưa đủ sắc bén nếu so sánh với những gương mặt đường đơn khác, đặc biệt là Irelia. Cô nàng cần kỹ năng cao từ người chơi, trong khi sát thương đổi lại vẫn chưa tương xứng. Nay Irelia sẽ được make up lại bộ kỹ năng khi khả năng hồi phục năng lượng cơ bản được tăng lên, sát thương cơ bản của chiêu 1, chiêu 3 và chiêu cuối cũng được gia tăng đáng kể. Đặc biệt, đâm kiếm giờ đây cho tỷ lệ hồi máu theo sức mạnh công kích lớn hơn trước, tức càng có nhiều đồ cộng sát thương vật lý thì Irelia sẽ hồi máu càng khỏe về sau. Còn đối với Riven, cô nàng cũng sẽ được bổ sung thêm 10 chỉ số lá chắn mỗi cấp độ của chiêu 3, Anh Dũng, giúp cho mỗi cú lao vào thêm phần tự tin hơn. Hai thay đổi này phần nhiều giúp cán cân đường Baron trở nên đa dạng, phá vỡ thế chân kiềng của những Garen, Renekton hay Fiora trong thời gian gần đây. Nhắc đến Garen, thì vị tướng này cũng được tinh chỉnh kha khá trong bảng cập nhật 2.3B. Hẳn bạn không còn lạ gì một con Garen full tank đóng thêm cái thú tượng thạch giáp rồi bật chiêu 2 lao vào combat như chỗ không người rồi, phải không? Cơ mà dù cho chơi Garen theo hướng hẳn về chống chịu, thì lượng sát thương mà tướng này gây ra cũng đang khá lỗi. Nay sát thương cơ bản của chiêu 3 phán quyết và chiêu cuối công lý Demacia sẽ giảm xuống. Ngược lại, tăng thêm sát thương dựa trên tỷ lệ sức mạnh công kích cộng thêm. Điều này có nghĩa là nếu bạn chơi Garen theo hướng thuần chống chịu trước đây, thì sát thương gây ra sẽ không còn được tín nữa. Đổi lại, việc lên một vài trang bị cộng sức mạnh công kích sẽ đem lại hiệu quả hơn. Liệu bạn sẽ chọn một con Garen full tank, semi tank hay thậm chí là full damage? Hãy để lại ý kiến cá nhân trong phần bình luận bên dưới cho mọi người cùng bàn luận thêm phần rôm rả nhé. Ở vị trí đi rừng cũng có một vài biến động nho nhỏ vào Khazik và Ramos. Nếu như ở lần cập nhật trước,
sát thủ hư không đã được tăng nhẹ sức mạnh qua việc tính toán lại phạm vi cô lập đối phương. Thì giờ đây, tên bọ ngựa này sẽ phải bị nớp đôi chút sát thương của nếm mùi sợ hãi, bởi một cao của Khazik ở thời điểm hiện tại là khá thốn. Đồng cảnh ngộ, Ramos cũng bị giảm đi 15% tốc độ đánh mọi cấp ở chiêu 3, khiêu khích điên cuồng. Nó không chỉ giảm bớt sát thương khi lao vào đối thủ, mà còn khiến khả năng đi rừng của TT Gai giảm đi phần nào tốc độ. Xem ra số phận của Ramos thực sự hầm hưu ở 2.3B rồi. Không chỉ có bọ ngựa và TT Gai, chú cá tinh nghịch Fizz cũng bị nhắm tới kể từ sau đợt chỉnh sửa lần trước. Từ đường giữa, Fizz bỗng xuất hiện nhiều hơn trong vai trò đi rừng, và nếu như có mạng sớm, rất khó để có thể ngăn cản vị tướng sát thủ này. Nay nội tại Đinh Ba Hải Thạch sẽ bị giảm lượng sát thương gây ra lên quái từ 200% xuống còn 150%. Điều này bảo đảm việc lối chơi Fizz rừng sẽ không mất đi, nhưng giữ đúng bản chất của chú cá tinh nghịch thay vì là chú cá ngỗ nghịch. Cuối cùng sẽ là một vài thay đổi nhỏ nhắm vào khu vực đường giữa. Cả ba vị tướng, Katarina, Twisted Fate và Ziggs đều bị giảm đi 5 giáp cơ bản, từ 35 còn 30. Thay đổi này tưởng chừng không có nhiều ý nghĩa, nhưng thực ra nó khiến cho các vị tướng này trở nên mỏng cơm hơn đôi chút khi bị trao đổi sát thương tay với đối phương trong giai đoạn đi đường. Đồng thời cũng là mục tiêu dễ dàng hơn khi các tướng đi rừng đối thủ muốn phát động tấn công. Những Zed hay Lucian sắp tới mà có đi đường giữa thì hẳn sẽ thích điều này lắm đây. Thay đổi nhỏ nữa liên quan đến ngọc bổ trợ, anh em cũng không nên bỏ qua. Đó là ngọn gió thứ hai. Bên cạnh việc chỉnh sửa mô tả để đúng với tính năng thực tế, viên ngọc này cũng sẽ giảm bớt khả năng hồi máu thụ động từ 6 HP mỗi 5 giây còn 5 HP mỗi 5 giây. Có lẽ với việc không còn được hồi nhiều như trước, ngọn gió thứ hai sẽ phải nhường chỗ cho giáp cốt hay các viên ngọc phụ khác có tính năng tốt hơn trong thời gian tới. Và vừa rồi là tất cả những thay đổi quan trọng trong bản cập nhật 2.3B lần này. Có người lên thớt, có kẻ lên hương. Hy vọng anh em sẽ chọn được cho mình vị tướng ưng ý để leo rank trong thời gian tới nhé. Chúc các bạn có được một bậc xếp hạng tốt nhất trước khi mùa giải thứ hai kết thúc. Còn giờ thì đừng quên like, share video nếu bạn thấy nó hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại ở những nội dung lần sau.